Phân bón hỗ trợ cây bằng cách cung cấp các dưỡng chất cần thiết mà đất có thể thiếu hụt. Chúng giúp cây phát triển một cách mạnh mẽ, tăng cường khả năng ra hoa, đậu trái và chống chịu với các điều kiện thời tiết bất lợi. Vậy nên, muốn cây phát triển hết mức, ta hãy dùng ngay phân bón rước mắt cua 1102. Với các thành phần chính của phân bón bao gồm nitrogen, phosphorus, potassium, axit humic, axit fulvic, axit amin, khoáng chất cùng với pH. Rước mắt cua 1102 có những công dụng rất là nổi bật. Sản phẩm giúp mắt cua bung mạnh mẽ và sáng hơn, đồng thời có thể đánh thức được các mầm hoa, thúc đẩy sự ra hoa đồng loạt. Với khả năng rất là đặc biệt, đó chính là phá vỡ miên trạng của mầm hoa. Sản phẩm này giúp cây trồng tăng cường khả năng thụ phấn và đậu trái, đồng thời chống chịu tốt với các thời tiết bất lợi gây ra, hạn chế được các tình trạng ra hoa không đồng đều và chậm ra hoa, giúp cải thiện được năng suất cây trồng. Khi sử dụng, ta pha 20ml cho 16 lít nước, 250ml cho 200 lít nước, phun 7-10 ngày một lần để đạt hiệu quả tối ưu. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.